vui sao một sáng tháng năm, đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ, suối dài xanh mướt nương ngô, bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn. Về thăm chiến khu xưa, về với vùng đất giàu truyền thống anh hùng Thái Nguyên, du khách sẽ không chỉ tận mắt thấy đèo Re, núi Hồng, các địa danh đã đi vào thơ ca, nhạc họa, được đắm mình với rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt, mà còn được tham quan, tìm hiểu các điểm di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng, đã khắc ghi những chiến công hiển hách, những sự kiện quan trọng, đầy hào hùng trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc của đất nước ta. Trong đó có khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Sau ngày toàn quốc kháng chiến năm 1946, với tầm nhìn chiến lược sâu rộng, Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định chọn một vùng rộng lớn giáp danh các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn để làm an toàn khu, hậu phương cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, ngày 20 tháng 5 năm 1947, Hồ Chủ tịch đã tới đồi Khâu Tý thuộc xóm Nạ Cha, xã Thanh Định, nay là xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, và chọn làm nơi ở và làm việc đầu tiên tại ATK Định Hóa. Với tiềm năng về vị trí địa lý vừa rộng lớn vừa hiểm trở, lại bảo đảm tiến có thể đánh, lui có thể giữ, lại đáp ứng được các yếu tố, có nhân dân tốt, có cơ sở chính trị tốt, Định Hóa đã dần trở thành trung tâm đầu não của vùng chiến khu phía Bắc. Định Hóa thì hội tụ đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Về địa lợi thì huyện Định Hóa là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc của tỉnh Thái Nguyên, cách thành phố Thái Nguyên thì khoảng 50 km. Địa hình thì núi non liên hoàn hiểm trở, được che phủ bởi những cánh rừng già đại ngàn. Nó tạo thành một bức màn che phủ đường đi lối lại của nhà ở bên trong. Đồng ruộng thì xen kẽ đồi rừng, tạo nên nguồn cung cấp lương thực thực phẩm tại chỗ. Còn hệ thống đường mòn dành cho người đi bộ thì ngang dọc chẳng chịt khắp huyện ở Định Hóa. Sông suối rất nhiều nhưng chủ yếu là sông nhỏ. Chính vì vậy mà không chỉ tạo điều kiện cho đi lại bằng ví dụ như thuyền nhỏ, xe đạp, ngựa hoặc đi bộ. Vì vậy mà ở đây rất là an toàn. Người dân Định Hóa thì từ xa xưa đã có truyền thống yêu nước, tinh thần giác ngộ cách mạng. Họ đã bát cơm, xẻ nửa, chăn xuôi đáp cùng, che chở, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến tại ATK Định Hóa. Đặt chân lên vùng đất anh hùng này, điểm đến đầu tiên chúng tôi ghé thăm chính là nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo Re, một công trình trang nghiêm với lối kiến trúc truyền thống cổ kính. Trong nhà tưởng niệm trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Tân Trào, thủ đô khu giải phóng và ở ATK Định Hóa. Những hình ảnh giản dị của Bác như minh chứng cho lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng khẳng định: Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, soi sáng mà không choáng ngợp, mới gặp lần đầu mà như thân thuộc từ lâu. Dâng một nén hương tưởng nhớ tới Bác và các vị lãnh đạo kiên trung, trong lòng mỗi người trào dâng những cảm xúc khó tả. Trong thời gian ở Định Hóa, đèo Re Khuôn Tát là địa danh Bác Hồ ở nhiều nhất. Nơi đây, Bác đã viết nhiều tài liệu quan trọng về củng cố chính quyền, củng cố hậu phương. Nơi Bác rèn luyện sức khỏe, tập võ, đánh bóng chuyền cùng các chiến sĩ vệ binh. Cũng chính tại nơi này, Bác Hồ và Quốc hội đã tổ chức lễ phong quân hàm đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong những năm tháng Bác ở đây thì Bác rất là gần gũi với nhân dân. Bác ăn với nhân dân, ở với nhân dân, sống cùng với đồng bào nhân dân. Ví dụ như khi xưa Bác trên quả đồi Tìm Keo này thì hàng ngày ngoài những giờ làm việc thì Bác cũng thường ra ven suối Khuôn Tát câu cá. Hoặc là phía trước thì có một cái bãi sân nhỏ để Bác tập thể dục. Hoặc là Bác cũng thường cùng với bà con nhân dân nơi đây trồng rau, trồng bí ven suối. Như Bác trồng ngô, trồng bí để cải thiện đời sống hàng ngày. Đồng bào nhân dân Định Hóa thì rất là dành nhiều tình cảm cho Bác. Một lòng bảo vệ Bác, bảo vệ cách mạng, bảo vệ kháng chiến. Á.
Tại ATK Định Hóa, mỗi ngọn núi, mỗi con sông hay bất cứ địa danh nào cũng đều mang dáng hình của Bác, đặc biệt là trái tim của chiến khu, địa chỉ đỏ Tỉn Keo. Bên mái lán đơn sơ tại đồi Tỉn Keo, nơi Bác Hồ ở và làm việc nhiều lần trong những năm từ 1948 đến cuối năm 1953, rặng dâm bụt cổ thụ vẫn đỏ rực một góc trời. Căn lán nhỏ bé với đồ dùng và phương tiện làm việc mộc mạc, đơn sơ vẫn còn đó, bền bỉ với thời gian, khắc họa rõ nét cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ mà Bác đã trải qua, nhưng cũng minh chứng sống động cho một lối sống, phong cách sống đầy giản dị của người đứng đầu đảng ta. Cách đồi Tỉn Keo không xa là lán Khâu Tí, nơi Bác đã viết cuốn sách Sửa đổi lối làm việc, một tác phẩm có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đây cũng là nơi người viết bài thơ Cảnh Khuya in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ người Việt Nam. Trước đây khi nói về ATK Định Hóa thì tôi chỉ được nghe trên báo đài, sách vở. Chứ hôm nay là thực sự đến đây thì tôi rất là xúc động. Vì thấy là tại nơi đây thì rừng núi hoang sơ như này, điều kiện khó khăn như thế mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo đảng, nhà nước đã ở và làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến thần thánh của ta đi đến thắng lợi. Thì tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là tự hào. Thì chúng ta nên là cố gắng gìn giữ, học tập và làm theo các tấm gương của Bác và gìn giữ những di tích này để giáo dục cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Trong giai đoạn cuối những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ATK Định Hóa không chỉ là nơi làm việc của Bác và các cơ quan trung ương đảng, mà còn là nơi ở và sinh hoạt của các đồng chí Trường Chinh, Tôn Đức Thắng, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, tại nơi này, Bác Hồ đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Tiếp đó, ngày 1 tháng 1 năm 1954, cũng tại Tỉn Keo, Bộ Chính trị đã họp chỉ định cơ quan lãnh đạo và Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Mang theo lời dặn của Bác Hồ, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh. Ngày 5 tháng 1 năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời ATK Định Hóa, lên đường ra mặt trận Điện Biên Phủ để làm nên chiến thắng, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Nhờ có những quyết sách quan trọng kịp thời đó, chúng ta mới có một chiến thắng hào hùng, chấm dứt 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, lập lại hòa bình tại Đông Dương. ATK Định Hóa Thái Nguyên cũng là nơi diễn ra các hoạt động ngoại giao của đất nước ta thời ấy. Tại đây, trong thời gian kháng chiến, Bác đã tiếp nhiều đoàn quan khách cao cấp của nước ngoài như Hoàng thân Suphanuvong, Lào, Leo Figé, thành viên ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp, nghị sĩ Quốc hội Pháp, các chuyên gia quân sự Trung Quốc, các nhà làm phim Xô Viết. Hàng năm, ATK Định Hóa nô nức đón tiếp biết bao đoàn khách du lịch tới thăm và trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử địa phương gắn với những câu chuyện về Bác. Không chỉ vậy, họ còn được thỏa sức trải nghiệm những hoạt động du lịch sinh thái đầy thú vị trên vùng đất anh hùng này, như hái chè trên những quả đồi xanh mướt trải dài bất tận, khám phá thác Khuôn Tát. Đặc biệt, Định Hóa là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như người Tày, Dao, Sán Chỉ với những phong tục tập quán, văn hóa đa dạng. Do đó, đến với Định Hóa, du khách còn có cơ hội được ghé thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng Bản Quyên, tìm hiểu về các di sản đặc sắc và trải nghiệm các hoạt động gắn với văn hóa trà, làm đàn tính, đan nón Tày, học hát then. Từ đó tạo sự gắn kết bền vững giữa phát triển du lịch cộng đồng và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử tốt đẹp của địa phương. Đến với Bản Quyên thì là mình thấy ở đây là có một cái không khí rất là tuyệt vời, giữa con người rất là thân thiện, hiếu khách, và khung cảnh ở đây, thiên nhiên ở đây thì rất là trong lành. Không những đến đây thì mình còn được cùng với các nghệ nhân trải nghiệm một số hoạt động, ví dụ như là giã bánh dày hay là đan lát mê cha đan, những cái sản phẩm thủ công rất là đặc sắc, đó là những chiếc nón
và những chiếc gùi, những cái lọ hoa xinh xắn bằng nứa. Đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, bởi vì là để thấy được cái bàn tay khéo léo của những người nghệ nhân và sự khéo léo của những người phụ nữ, nói chung của tất cả chúng ta. Ban quản lý đã làm tốt cái công tác bảo tồn, phát huy các cái giá trị, các điểm di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện Định Hóa, và đặc biệt là các cái di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài du lịch lịch sử thì còn có cái, các cái du lịch cộng đồng, ví dụ như là du lịch tại làng văn hóa Bản Quyên, xã Điểm Mặc, cũng như là các cái làng sản phẩm chè nổi tiếng tại Định Hóa, tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm về nguồn cho các em học sinh về tham quan khu di tích ATK Định Hóa, và hoạt động các cái hoạt động trải nghiệm cho học sinh tìm hiểu về lịch sử địa phương cũng như là lịch sử về cách mạng ATK Định Hóa. Vùng đất ATK năm xưa nay đang tràn ngập sức sống mới. Thủ đô kháng chiến anh hùng đang dần thay ra đổi thịt với những nỗ lực xây dựng quê hương đẹp giàu của các tầng lớp nhân dân. Nơi đây mãi mãi là biểu trưng cho sức mạnh Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp, là minh chứng cho khát vọng giành độc lập, thống nhất của những người con Lạc Hồng bất khuất kiên trung. Để cho đến nay, giữa những đổi thay của quê hương xứ sở, mỗi người con Việt khi nhẹ bước trên mảnh đất này, hướng về Bác, về vùng đất anh hùng, lại cảm nhận được một hào khí mãnh liệt trào dâng và lan tỏa, gợi nhắc về một thời oanh liệt đã qua, để tiếp tục phấn đấu cho hôm nay và mai sau.